Mời các ông. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Ừ, chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ hết. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là gì, bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Bà chê tôi xấu? Dạ. Mà bà bỏ tôi, bà lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn á. Không, anh bình tĩnh đi, đó là con mắt của tôi thôi. Còn cái gu của vợ anh, ổng chừng cái mắt của bà khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó, dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tụi tôi tới đó là cái gì, gặp bà đó là cái gì vậy? Dạ, dạ. Tôi không có thời gian. Dạ, rồi, rồi. Tôi nhận được cái thơ mời của luật sư, tôi tưởng có thư kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha. Ai là Trần Trung Thực? Tôi tên là Trần Trung Thực chứ không phải Trung Thực. Dạ, xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi, nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy Trung Thực hơn là Trung Thực. Dạ. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. Dạ. Xin lỗi. À, ông lấy bà được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Võ Bình Định. Yeah. Ông lấy bà được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông Trung Thực. Ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không phải. Tôi là tài xế taxi Uber. Thì nói mẹ nó là tài xế Uber đi. Còn mày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ, vậy còn nghề tay phải ạ? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hơi. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Oh. Đặng hù người ta thôi, chứ đâu biết võ con mẹ gì. Trời đất. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp của tôi là làm sao? À, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? Ờ, bỏ nhau lâu rồi mà còn nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình bà đâu? Được, kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết, để giao việc cho các ông, có khả năng của ông tới thế nào. Mục đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian. Xe Uber của tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi, chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn, tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lặng xe. Hai ông nghe đây, bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng bà sẽ đi về nơi xa.
Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết đó hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, còn bày đặt văn với chương. Thì bởi ba biết ba sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu thì gì? Ông á, ông hưởng bả đầu tiên, ông ở đem lo cho bả nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nghèo giao út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chót ha, ở lại bao đi mày. Tôi đi về. Sao? Ông ở lại đi. Này 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 này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàn. Các ông ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ông đi về đi. Để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ ít khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn. Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ừ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ hả? À? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại mướn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nói trắng miệng như da em bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubby Skin Care trắng da, chống nám, chống lão hóa là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên nhìn hả? Bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là cái bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái policy tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không. Ông nhìn cái gì đấy? Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Kìa kìa, anh nói nhớ nhăn. Gì vậy ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bản tên nè, Dr. Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Dr. Lê. Kể từ hôm nay, Lê làm ở chỗ nào, tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy. Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhé. Qua bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tánh, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn. Đúng, 100... Cái gì đấy, ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa? Luyên thoát luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Trầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ, bác sĩ, đây rồi. Cái gì vậy bố? Gì? Bố ra. Trời ơi, ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Con khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi, còn mà đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề. Mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ sao vậy? Ông có gương soi không? Chút tôi cho mượn không soi. Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin.
ông vô ông hửi được cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy. Hai người không biết cái gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết. Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số làm sao mình trúng số, mình không ứng cử làm sao đắc cử. Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Đó. Yeah, thấy chưa ông á? Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng ông nói tiếng Thái không? Trời ơi, nói tiếng bồi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi, bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông, tại vì bà bị bệnh bất ngờ cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì? Cái gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi, 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn welfare thế bà. Giờ ở đâu diễn ra kinh doanh? Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó, giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ, ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá, gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn một tháng, thu về ít nhất là 84.000 đô. What? Dạ. 84.000. 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 x 12 tô đồ tổng cộng 1 năm 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Quý quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu, 11 triệu. Dạ. 11 triệu. 11 triệu. Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi. Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi. Có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh. Bây giờ mấy ông ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đề nghị mấy ông ngồi xuống chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn 2 căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng, tất cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi. Và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với 3 chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, tỉnh. Làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84.000. Bình tĩnh ông. Mà sao em nỡ rồi chết đi? Việt Hương ơi. Cái gì vậy? Việt Hương vậy đây, cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi, coi hài gì quá tôi nhảm. Trời ơi. Trầm Hương ơi. Đúng rồi, Trầm Hương.
anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh, anh xài tiền của em mà anh cũng không có vui. Nín ngay, lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn, lúc này không phải khóc cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm địa thi Nga lắm rồi nha. Giờ này ông còn Minh Tuyết ở đây nữa, muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo chứ tôi không có tham tiền. Đứng dậy tao biểu. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng, ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. À. Tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7! Tôi cũng phải là người tham tiền. Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao không? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Bèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi là đứa 10 triệu. Ông làm ăn mộng tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Giao cho tôi cái Plaza 11 triệu là đủ rồi. Đã đấy. Cái gì vậy rồi? Mày làm gì vậy? Chi đâu chứ tự nhiên làm thì nhai nút mình ông. Chi đâu cái gì chứ? Mày làm sao vậy? Mày bình tĩnh đi. Chưa có chi cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng? Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuồng quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông cứ đi làm công thôi, chưa có làm chủ, đứng quan bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, ừ, người vợ yêu dấu của tôi đó, ừ, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Ồ. Tôi có khả năng khuyến mãi. Ồ. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Ồ, cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. À, thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ bên xa là của mày đó hả? Trời ơi, chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy. Bữa nọ bán một tặng một tặng ngày rồi tôi uống về đó bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho uống căm họng luôn á. À, bà Trầm Hương. Ơ. Đây, 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 bà ngồi đây bà nghỉ. À, tục tưng, tục tưng, tục tưng. Vợ yêu. Vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi. Anh nhớ em quá. Trời ơi. Bình sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy? Thôi đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá. Bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà. 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Ôi giời, trông gớm quá kìa khiếp. Sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ầm một cái gì rơi vào đầu xong không bao giờ lành lại được nữa ấy. Kinh lắm, khiếp rồi, ôi, phát ói. Nhìn gì mà nhìn? Ghê quá rồi, kinh. Ê, vậy, từng đứa một, tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước. Còn mày, đi ra hành lang chờ, chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước, nhưng Trầm Hương thương tôi hơn. Đúng không, vợ yêu? Bỏ đi, nhìn thấy mà gớm không? Bả là bả bỏ hai ông rồi. Quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, bà má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, bà em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu.
Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh ấy kêu em đi sửa trước một bên đó, rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay á, anh giận em hết sức. Nhưng mà giận á, không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói: tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa ha. Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha, ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vậy em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em. Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ bà bị cô ma sao? Trầm Hương, chỉ có anh thôi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lởn vởn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong một ngàn nỗi nhớ. Gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ băn khoăn. Hương. Trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hép. Cái gì? Hép. Tên là Hương chứ phải heo mày. Tôi biết bà tên Hương, mà tôi dập bẻ kéo tôi dậy con nọ. Dập bẻ nó, dập bẻ kéo lên. Hương ơi Hương, Có lẽ đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? Trời, hôm qua tới nửa đời ương phấn luôn rồi. Anh muốn nói với em chuyện gia tài, em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay rồi bỏ lại bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mộc, dấu mộc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông nào xứng đáng, bà ghi tên.
tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Ôi, tôi mà có hai ông chồng này á hả? Việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản, rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. À, cái gì vậy? Tự nhiên có mấy người kiếm người cùi là cùi gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đi em. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chút. Em có chết rồi mày biết gì chút? Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra em bị ung thư mà. Ung thư làm sao chết được? Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi, em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fukudan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em nuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng mà anh mua Fukudan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Khó quá, bỏ qua đi. Mình uống bình thường thôi em. À, cái loại này tốt lắm, có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì? Trời ơi, cái này nó đâu có mua. Gì vậy? Cái thuốc phan ca đu này là nó bán. Cái gì phan ca đu ông nội? Thì mày mới nói Sugoi Fukudan. Fukudan phải cái đu gì có u được rồi mày ta. Đây nè, thằng này nó bán gạo. Trong túi nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cốp xe nó còn mấy thùng không mày đó. Chơi bị ổi. Bị ổi có khí. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Tung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Ông xào đó, em đừng có nghe ổng. Đi. Ông xào đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng. Anh vẫn tặng Sugoi Fukudan cho em uống miễn phí mà. Em cảm ơn anh. Anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì? Nó mua được giá sĩ thôi. Sĩ lẻ cũng là tiền chứ không? Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em? Tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè, đây. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ồ, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày công nhận mặt xấu mà óc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, bây giờ tụi anh tính như vậy nè. Là bà Trầm Hương. Bà Trầm Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao, huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay khi bà nghe tin này. Cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần tan hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thiệt không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thiệt không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Bà... cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc
làm bao nhiêu kim môn cũng không hết. Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1.000 đô, tôi đeo lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm hay gì không lấy ra đó. Phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ bác sĩ không. Bây giờ tôi không ngờ chứ. Là thuốc nó thần nghèo như vậy, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tôi mừng quá, chúc mừng bà, vâng. Quá là sung sướng rồi. Cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết được sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tại sao? Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông Diễn nữa là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó, người ta có số có phần hết cả rồi, các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi, sao? Bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, vậy hả? Rất là mừng bà. Vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư Di Chúc là Di Chúc bỏ qua. Dạ, đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ. Chúc đi, mừng bà. Không cần nữa. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết Di Chúc đó hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ sơ. Chúc mừng đi. Bà. Dạ. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? Tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Dạ là xe lăn cho bệnh viện, xe lăn bệnh viện này lấy. À quên, xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây nó cẩu rồi. À còn ông ơi, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi, ông có cái bàn não tốt quá mà. Gán đi, gán về bán. Tầm sáng. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này có nè. Gọi từ cái gì đấy là nè. Nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần dùng nữa đâu. Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi, giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi, em nghe lời luật sư rồi. Chừng nào mà ung thư tái phát đó, em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi. Phải không luật sư? Trời, chồng cũ không cho, cứ cho người cùi. Nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi, ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà. Lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số. Không có ai dỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng. Cho nên, như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê hả? Để tôi. Tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ làm gì có khăn đâu mà đâm. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celine Dion. Trời ơi. Ôi. Nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi. Giờ hơi, biết bơi. Bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào. Ta say trời đất cùng say, ta điên vì những buồn phiền, ta buồn ta chán sự đời, đi đời bạc tựa như vôi. Cậu ơi. Cậu ơi! Trời ơi, mày làm cậu gì vậy? Cậu ơi! Cái gì vậy? Ê!
làm cái gì vậy? Cậu phải hết sức bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Cậu đã bình tĩnh chưa? Cậu thật bình tĩnh đi. Cậu bình tĩnh. Mày mới bình tĩnh đấy. Mày làm cái gì vậy? Hóa ra từ nãy giờ con là người mất bình tĩnh à? Ừ. Cậu đã nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Chúc anh Đài ngày mai lấy chồng. Ta 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 ta. Chuyện đó tao biết rồi. Ta 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 ta. Chúc anh Đài phản bội tao. Từ hôm đến giờ đó, tao gọi cả trăm cú phone mà nó không trả lời và nó cũng không gọi lại. Chắc điện thoại nó hết phúc. Vậy tao mới mượn chén rượu giải sầu nè. Trời ơi, lúc nào cậu cứ buồn là uống rượu như phim Hàn Quốc. Con ngồi xuống đây. Con lại đây. Bữa nay cậu phải tâm sự cái nỗi buồn của cậu. À, rồi cậu cứ nói đi. Ừ. Nỗi buồn của cậu là niềm đau của con. Tại sao? Cậu đang ngồi bên con đau quá. Hả? Con à, cậu mướn con không phải làm tiểu đồng thôi. Dạ. Mà là quan trọng nhất, con phải làm cố vấn ái tình cho cậu. Thưa cậu, bây giờ không ai người ta gọi là cố vấn nữa. Phim Tàu nó gọi là quân sư nó mới hoành tráng. À, quân sư. Ừ. Quân sư à, cậu với Trúc Anh Đại học chung 4 năm ở đại học Harvard. Mà không biết bây giờ tại sao nó lại phản bội cậu đi lấy chồng. Học chung 4 năm. Ừ. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung. Bậy, tắm chung thôi chứ chưa có ngủ chung. Ôi giời ơi, 4 năm rồi thằng mù nó cũng biết cô là gái giả trai mà tại sao cậu lại không biết nhỉ? Thì tại hồi đó tao ngu. Cậu ngu thì con biết. Nhưng mà cô ấy không nghĩ là cậu ngu, cô lại tưởng cậu bê đê chứ. Cái gì? Bởi vậy sách Thanh Hiền dạy đúng quá mà. Người đứng đắn cho tao bao giờ cũng bị thiệt thòi. Con hỏi cô tại sao cô không lấy Lương công tử. Cô nói thẳng với con. Thằng đấy bóng, tao lấy làm gì? Hả? Tao to có cái gì mà nó bóng à? Luận ngữ có câu, người to không phải cái gì cũng to. Người nhỏ không phải cái gì cũng nhỏ. Nó y vậy là sao? Ừ. Cô còn nói với con này. Nói cái gì? Tao thả lấy mày còn hơn lấy nó. Ôi xạo rồi. Bây giờ cậu nói con nghe. Con là quân sư, con phải tìm ra cách nào để cứu vãn tình thế. Ngày mai con lên xe qua lấy chồng rồi. Tìm ra cách nào? Ừ. Phải suy nghĩ. Suy nghĩ. À! Con nghĩ ra một cách. Cái gì? Cậu phải tự tử chết. Hay. Kế hay. Ta phải giả chết để cho Trúc Anh Đài thương tiếc. Cậu phải chết thật. Chết thật. Diệu kế, diệu kế. Tao sẽ chết thiệt. Mày điên hả mày? Mày giỡn hả? Mày kêu tao chết hả? Cậu chết thì cô ấy mới thương tiếc, cô ấy tự tử theo cậu rồi hai người gặp nhau dưới suối vàng. Ủa tao chết rồi nó không chết theo sao? Hả? Thì cũng là cái số thôi. Sao? Bây giờ cậu chết một mình. Ừ. Con sẽ bảo đảm cúng kiếng đầy đủ cho cậu. Ừ. Chỉ miễn là cậu để lại gia tài với tiền bảo hiểm cho con. Ừ. Con cúng kiếng hàng năm hương khói đàng hoàng. Con. Ừ. Mua heo quay con cúng cậu, con dâng lên. Xong con hạ xuống. Hay. Con ăn. Hả? Mày rảnh quá ha. Dẹp đi, tao không cần cúng ngàn khói kiểu đó. Bây giờ con nghĩ cách khác cho cậu. Nghe không? Đừng có nghĩ cái điều đó nghe. Không dám chết à? Không dám chết à? Không dám chết. À! Cái gì nữa vậy? Còn một cách nữa. Cách gì con? Cậu cắt ngón tay, viết một lá thư đẫm máu, còn mang sang cho cô ấy. Cô ấy thấy xúc động sẽ quay trở lại với cậu. Không được. Tao đang thiếu máu. Ôi trời ơi. Người to như thế này mà máu mũi à? Bây giờ không dám cắt à? À! Tao có cách này. Hay là mà ra siêu thị mày mua con gà về, tao cắt cổ lấy máu viết thơ được không? Ôi trời ơi. Máu người máu gà nó khác nhau. Thử đen DNA là biết ngay rồi, lộ ra thì cô ấy không làm sao cả. Cái này cũng không được con ơi, nghĩ cái khác đi. Không được, không tự tử à mà lại sợ đau à? Ừ. À... À! Cái thằng này sao mỗi lần nó á mà giật mình như mày. Con có một cách này. Gì? Không hề đau đớn mà lại lãng mạn. Cách gì con? Cậu cứ để cho cô đi lấy chồng. Ừ.
5 năm, 10 năm rồi lúc chán chê mê mỏi nó ly dị thì cậu lấy lại của người ta. Không được. Tại vì nếu mà như vậy đó hả, suốt đời tao sẽ vì anh mãi mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Thôi thôi, Minh Tuyết đi nhập cậu. Gì vậy? Không được đâu. Bây giờ... Giờ sao? Đều giờ không được. Nó không được. Không được con ơi, kiếm cách khác đi. Ờ được rồi, con có cách rồi. Có cách không? Ừ. Rồi, nói đi. Mày sao lên xuống bất tử vậy mày? Sao? Có phải cô Trúc Anh Đài là người mê ca nhạc phải không? Đúng. Tại sao cậu không hát một bài thu vào cái băng cassette con mang sang cho cô ấy? Con có cassette đây, thu ngay. Hay lắm, hay lắm. Được rồi, Trúc Anh Đài với cậu đều là người Hoa. Cậu sát bài Người Đến Từ Triều Châu. Giờ hơi cắm lợn. Cái gì? Tự nhiên lại hát Người Đến Từ Triều Châu. Bài đấy của Trường Vũ, nhỡ cô lại lấy Trường Vũ thì công toi à. Thôi vậy đi, Trúc Anh Đài với cậu là có nhiều kỷ niệm máu thơ lắm. Cậu hát bài này bảo đảm là Trúc Anh Đài thích liền. À. Khi xưa đôi ta bé ta ngu, ta lấy dây thun ta bắn cắt. Bây giờ có tuổi rồi, thun nó không còn co giãn nữa đâu mà bắn. Không có bắn nữa. Cái này không được, không được, không được, không được. Không được. Hay quá ha, mày cái gì mày cũng cản hết trơn á. Mày có cao kiến gì không? Cậu cản hát quá. Bài nãy, từ nãy giờ không được. Bây giờ như này, cậu đứng đây cậu làm Trúc Anh Đài, con sẽ làm Lương Sơn Bá, xong rồi cậu copy y chang như con. Rồi rồi rồi. Bây giờ cậu làm Trúc Anh Đài hả con? Rồi. Làm Trúc Anh Đài đi. Ta là Trúc Anh Đài. Trời, sao Trúc Anh Đài vuốt râu? Tao lộn, tao tưởng bao công. Đúng rồi. Lương Quân Trúc Muối. Lương huynh mà giúp vào nách Trúc Muội này không được. Ai buồn cười lắm. Bây giờ cậu nghe con hát xong rồi cậu ấy nhá. Ừ. Có cần phải Hơi mặt bây giờ sát mặt cậu con mới nhìn thấy mặt cậu như cái thớt ấy. Mặt nó phải tình cảm sao đấy. À làm vậy hả? Cho có cảm xúc hả? Tạo cảm xúc. Sao tình cảm như con lợn rồi. Thôi này, lấy mặt bình thường. Là mặt bình thường ấy. Nghe con hát nhá, xong rồi bắt chiếc này. Ừ. Em ơi, suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, đến giờ mình hẹn hò là được mãi mãi gần. Buồn, buồn, buồn cậu ơi. Tao buồn mắc mớ gì buồn, mày buồn mày. Buồn là nhột đấy. Hả? Buồn quá. Cậu cứ gục gặc vào bụng như thế thì buồn chết là được. Thì cảm động phải vậy chứ. Mà hay 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 à. Cậu thấy cái kế này hay à. À. Bây giờ con cầm cái máy cassette này chạy gấp vào những bên đài, đưa cho cổ. Nhưng mà nhớ nói là cậu hát nghe không? Bây giờ cầm máy cassette nói cậu hát. Rồi rồi rồi. Ok con đi ngay. Rồi, con đi. Đi lẹ đi con. Con đi ngay. Mày làm cái gì vậy? À đây. Đi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, hay quá. Không ngờ mình nghĩ là một kế quá hay. Trời.
tỉnh à. Lau chè, lau chè, lau hủ, lau mâm tôm, lau lõ, lau lòi lào. Xém hệ tài tá sáu chém à. Trời đất ơi, mình là người qua mà bà này nói chúng ta mà không hiểu chút nào. Chẳng hay bà nói cái nghĩa là gì vậy? Hay già, lời Việt. Thiền địa thiền, thiền địa tắc, tắc địa thiền, võ tắc thiền. Võ tắc thiền à, võ tắc thiền Gia Lâm. Hoàng thượng Gia Lâm. Hay già, võ tắc thiền là bà cố nội của ta. Còn ta là con cháu của bà. Danh tánh của ta là cửu huyền tiên nữ à. Tiên nữ gì sao mặt giống bà điên vậy? Hay già, người khỏi nói ta cũng biết mà. Ai nhìn ta cũng thấy ta giống như người cõi trên đó chứ hả? Ừ. Bởi vậy ta sinh ra đây là để giúp đời thôi mà. Giúp đời? Nhưng mà bà vô đây làm cái gì? Hay già, nhân tiện đi ngang qua nhà của người. Ta thấy ở nhà của người có một mùi ám khí thật là nặng nề và khó chịu. Bởi vậy ta lại đây để muốn giúp người đó mà. Hay già. Ám khí? Hay già. Hai dò. Hai dò. Hai dò. Hai dò. Thực sự ta đã tìm được cái mùi ám khí đó xuất hiện từ đâu rồi. Từ đâu? Nó nằm ở trong hai cái cánh của người đó. Thực sự là cái mùi ám khí này quá nặng nề và khó chịu đó chứ hả? Hai dò. Đau đảo quá đi. Bà hay thiệt. Ừ. Bà đúng là hay. Thằng Tiểu Lâm ở tôi mấy chục năm mà nó còn không biết. Thấy không? Bà mới gặp là đã phát hiện rồi. Hay lắm. Đó, bởi vậy ta nói sinh ra là để giúp đời mà. Sẵn dịp đi ngang qua đây. Nếu mà ngửi cái mùi này 15 phút nữa thôi, ta sẽ bị ung thư mũi. Bởi vậy ta muốn giúp người. Tặng cho người một chai lăng nách hiệu mùi lông con chó. Người cứ sức đi, sức một thời gian ngươi sẽ có mùi lông của con chồn đó. Cảm ơn bà. Đó, ta nói cho ngươi biết, ta rất là nổi tiếng. Ừ. Sinh ra là để giúp đời. À. Đã biết tài năng của ta rồi thì ta cũng xin giới thiệu, ta là người chuyên gia coi bói và xem phong thủy đó hả? Tôi không tin bói toán, cũng không thích phong thủy. Mai mà đi chỗ khác coi đi. Trước khi đi, ta muốn nói với người một câu. Câu gì? Người muốn kêu ta bằng cái gì cũng được, nhưng mà đừng bao giờ kêu ta bằng bà chứ hả? Tại sao? Thật ra nhìn ta vậy thôi, chứ ta vẫn còn trinh đó nha. Ê, bà sao còn trinh suốt đời đó mà. Tại sao vậy? Nhìn bà xấu như con quỷ, ai mà dám lấy đó hả? Người khỏi phải nói, ta cũng tự nhận biết mà. Mỗi buổi sáng ta thức dậy, ta nhìn vô gương, ta còn tự ói 8-9 lần nữa đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì bà cũng có một cái chỗ rất là gợi cảm đó chứ hả? Cái gì vậy? Cái môi của bà kìa. Nhìn cái môi ta thèm ăn seri quá. Cảm ơn người, thật là cảm ơn người. Vậy thì ta cũng bớt giận người rồi. Sẵn đây ta muốn nói với người ba câu có được không? Được. Nè, cái thứ nhất á, có phải là ngươi đang đau khổ vì tình ngất ngây, đau khổ chán nản đúng không? Còn điều thứ hai, ta muốn nói với ngươi, có phải ngươi tuổi Giáp Ngọ mà cầm tinh con dê đúng không? Sao bà biết? Khỏi nói, cũng đã biết rồi, nhìn cái mặt của ngươi là thấy hiện lên con dê rồi. Còn điều thứ ba, ta muốn nói với người, hai giờ, nhìn cái mặt của người thiệt là đại nhân, nhưng mà nhìn kỹ thì cái mặt của người cũng là tiểu nhân đó nha. Thật ra tiểu nhân còn đỡ hơn tiểu đường đó mà. Sao bà nói xấu ta? Ta không có nói xấu người đâu, tiểu nhân không phải là chè. Tiểu nhân ở đây có nghĩa là cái mặt của người á, nhìn thì ngu si dốt nát, nhưng mà thi đâu thì đậu đó. Có phải vừa rồi ngươi vừa đạt cái giải Thúy Nga Dancing Security không? Security chứ không phải security. Hay dạ, ta không có rành tiếng Anh lắm mà. Nói miễn sao có chữ sờ là được rồi. Bà hay quá. Bà đúng lắm. Mời bà ngồi. Hay dạ, mời ta ngồi rồi hả? Cảm ơn người. Dạ, chẳng giấu gì tiên nữ. Tôi đang bị thất tình. Yêu tôi bỏ tôi đi lấy chồng. Tiên nữ có cách nào giúp tôi không? Được rồi, ta sinh ra là để giúp đời mà. Sẵn trước khi muốn coi bói, người hãy đặt quẻ cho ta đi.
Ủa sao mới nói giúp đời mà? Ta thực ra ta cũng muốn giúp đời, nhưng mà hiện giờ ta đang ở sòng bài casino thì ai giúp ta đây? Ta muốn cần một ít tiền để đóng tiền điện cho Las Vegas đó mà. Cho tiền đi, cho tiền đi. Đại nhân ơi, đại dạ nhân đây. Cảm ơn đại nhân nhiều nha. Hay dò, hay dò. Làm cái gì vậy? Ta muốn thử cái tiền này là tiền thiệt hay tiền giả đó mà. Tiền thiệt đó. Thời buổi bây giờ thật giả khó lường lắm. Cảm ơn người nhiều lắm. Được rồi, bây giờ ngươi hãy giơ hai cái bàn tay của ngươi ra đi. Dạ đây. Hay dò. Bàn tay năm ngón anh vẫn kêu xa, vẫn tóc lưa thưa, vẫn nốt ruồi này. Bàn tay này ôi quá to, bàn tay này ôi quá ghê, nhưng thấy sao mà dễ hay quá, hay quá tiên nữ ơi, tiên nữ hay quá. Nhưng mà chẳng hay bài này ý nghĩa là nói sao? Thật ra bài hát này không có ý nghĩa gì hết, người ta thích thì ta hát cho vui thôi mà. Hả? Sẵn người ta hát coi nghe hay thì trung tâm thấy ngang người ta mời ta hát diva đó mà. Ơi, trời ơi. À, sao sao? Bây giờ mới chính thức là coi nè. Bây giờ ta muốn nói với người ba câu. Dạ. Hiện giờ người mặc quần lót màu gì? Thổi kỳ cục chi? Ta không có giỡn chơi người đâu. Ta muốn hỏi là hiện giờ người đang mặc underwear màu gì? Tôi nói cho bà biết, mà đừng nói cho ai biết nghe chưa? Cứ nói cho ta nghe đi. Ở đây chỉ có một mình ta và 8.000 người đang ngồi đây thôi. Không có ai nhiều chuyện đâu. Cứ thoải mái mà nói. Thật ra từ đó giờ ta không bao giờ bận quần lót. Để vậy cho nó mát đó mà. Trên cơ thể con người chỉ có một cái này là quý giá nhất thôi. Tại sao người không bảo vệ và che chắn? Rủi đi đường nó có rớt mất đi rồi, có nước mà làm thái giám đó nha. Bởi vậy ta muốn nói với người, người là tuổi giáp ngọ, là mạng kim. Kim có nghĩa là vàng. Cuộc đời của người từ đây trở đi phải mặc quần lót màu vàng đó chứ hả? À, nhưng mà trắng đen thì dễ kiếm, màu vàng khó kiếm lắm. Dễ lắm mà, chỉ cần người đi ra chợ Phước Lộc Thọ là có liền đó mà. Còn nếu mà tìm hoài không có, cứ đến thẳng là nhà designer Kevin Hiệp, kêu ổng thiết kế cho cái quần màu vàng. Thậm chí có kim sa kim tuyến chiếu lấp lánh sâu đít ra thì người yêu càng nhanh dễ hơn. Hiểu chưa, hiểu chưa? Dạ, hiểu, dạ, hiểu. Còn điều thứ hai, dạ, ta muốn nói với người là cái nhà của người đang ở là nhà xây hay là nhà gỗ vậy? Là nhà hát. Hay dạ, ai mà chả biết, ta muốn hỏi là nhà xây hay nhà gỗ? Nhà gỗ. Hay dạ, vậy là không được rồi. Ngươi là tuổi giáp ngọ, kim á, kim là khắc mộc lắm á. Ngươi không hợp với cái nhà này đâu. Sáng ngày mai ngay lập tức phải ủi sạch cái nhà này đây. Số của ngươi chỉ hợp với nhà tranh vách đất mà thôi. Hiểu không chưa? Được, không được. Nhà này nhà mướn sao mà ủi? Nếu mà ngươi không ủi thì ngày mai Bình Minh sẽ mang em đi liền lập tức đó. Hiểu chưa? Rồi. Còn điều thứ ba, ta muốn nói với ngươi một điều rất là quan trọng. Người càng ít tắm càng tốt chứ hả? Như vậy thì một tuần tắm mấy lần? Một năm có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Người chỉ cần tắm 4 lần là đủ rồi. À, nhưng mà tại sao tôi phải tắm? Đó, bây giờ tôi nói cho người nghe. Người đã nhớ những điều ta dặn chưa? Nhớ đi, ba cái điều ta vừa dặn đó. Quần lót màu vàng. Đúng rồi. Tranh vách đất. Có kim sa kim tuyến, quần lót có kim sa kim tuyến. À, kim sa kim tuyến, quần nhà tranh vách đất. Một năm tắm 4 lần. Đúng rồi. Nhưng mà... Đó, càng không tắm thì tốt hơn đó. Nếu mà không tắm thì có tốt về tình duyên hay là về tình thật sự nghiệp? Thật sự ra là không tắm thì cũng không có lợi về tình duyên mà cũng không có lợi về sự nghiệp. Cái lợi trước mắt là người đỡ phải đóng tiền nước đó mà. Hiểu chưa? Hai giờ ngọ dù chỗ là ngọ còn thầy thơ là trôi kiền còn trôi kiền ngọ tranh hầy chiếm sầu hùm thủ lo. Xén hỷ tầy tá xấu chén à. Nghĩa là cái gì? Ta đi đây. Trời ơi,
Ta đi đây thôi, mới làm mình tan rồi đó. Giám đốc sao cậu lại phân thầy phân khẩu sinh bảy lăm thầu mẫu sức suy sao à? Trời ơi, cái dòng mới đi mà hồn còn ở đây hả? Con này cậu. Ủa mày hả? Cái gì đây? Vội quá con phải phi ngựa đấy. Ngựa đâu? Chết cha, còn mỗi cái dây con ngựa vẫn đi bộ đằng kia. Con chạy nhanh quá con bỏ nó luôn. Thôi sao mày? Nè, nãy con vừa đi có một bà vô đây. Bà thầy bói hay lắm à. Bà tự xưng mới là cửu huyền tiên nữ. Bà nói gì giận mạng của cậu đúng không phúc vậy? Làm gì ở đây, làm gì có thằng bà thầy bói nào nhỉ? Có mà, bà đó thì nhan sắc bà không có đẹp, nhưng mà bà cao lắm. Bà cao thì là cao á, cao cỡ mày á. Ừ, bà nói hay lắm con. À thôi chết rồi. Sao? Có phải là cái con nhỏ mà mặc đồ bảy màu không? Đúng. Mà giọng the thé lên không? Ừ. Môi như quả cherry phải không? Đúng. Ui giời ơi, nó là người ở của ông Trương Phú Hộ ở đầu ngõ. Khổ quá, cậu bị lừa rồi. Có phải là nó lấy 100 đô của cậu không? Để xem bói không? Nó tình quẻ đúng rồi, 100 đô. Ui giời ơi, nó còn có cái bệnh ăn cắp vặt nữa. Cậu xem có mất cái gì nữa không? Làm gì có. Hả? Đó. Chết mẹ rồi. Mất cái chiếc nhẫn cẩm thạch giả của tao rồi. Chết cha. Nên này tao nói mày nghe. Nhưng mà nếu mà bà không là thầy bói đó, tại sao bà biết rành rọn gì tao vậy? Con nói. Hả? Mày rảnh quá hả? Con chuyện trong gia đình nhà mình, con ra xóm con nói hết. Nên là cậu đừng có ngạc nhiên về điều đấy. Để con gọi nó trả tiền lại cho cậu. Con. Điện thoại đó hả? Vâng, bây giờ càng ngày nó càng to. Đúng cái. Vậy chị má lại ai quản sàn đài là phải chống thấu sầu ấy. Mẫu sàn này thì đổ phán sàn đài. Mày đang nói chuyện với Lưu Đức Hòa hả? Không, con nói chuyện với con nhỏ đó. Con bảo là nó giả ngay cậu 100 đô với lại cái nhẫn giả. Em mang giả ngay đi, không có là đến giờ là được ông này không ăn được của ông một đồng đâu. Khi nào có tiền đấy, ông để lại tiền tử thì anh mua cho nhá. Ok, có gì nói chuyện sau. Áo giả gọi là sẵn bán thủ lý là bye bye. Trời ơi, cái gì vậy ông nội? Hết luôn nước hoài đấy, chưa nhụn phát hả? Nghe tao hỏi, gặp chưa? Chưa. Đưa chưa? Chưa. Trời ơi, chứ cả buổi mày đi đâu? Cậu cứ bình tĩnh nghe con kể đàng hoàng đây. Đứng thật là bình tĩnh này. Rồi kể đi con. 2, 3. Con đi qua nhà cô Trúc Anh Đài. Con thấy một cái nhà rất là to. Con đi vào đằng trước không thấy cái cửa đâu. Con mới đi ra đằng sau. Con cũng không thấy cái cửa đâu. Con mới đi sang bên đông. Con cũng không thấy cái cửa nào. Ê! Mày làm cái gì vậy? Mày nói đàng hoàng được không? Mày kể hết cái chuyện là tao vô bệnh viện luôn. Gì thế? Ủa thì lên xuống bắt thường vậy mày? Đấy là kể chuyện đêm khuya. Kể lại. Mà tại sao cái nhà kỳ cục vậy, không có cửa? Thì đó, cứ bình tĩnh. Con mới đi sang trái, đằng sau đằng trước không có. Con sang bên phải con thấy cái cửa ngay. Cuối cùng có cửa. Cửa sổ. Hả? Cái gì kỳ vậy? Con mới trèo vào trong cửa sổ luôn. Rồi sao? Nhìn thấy Trúc Anh Đài. Cô đang làm gì? Con mới khựng lại ngay. Tại sao? Đang thay quần áo. Hả? Mày thấy đằng trước hay đằng sau? Thấy hết. Cô đang thay quần áo tụt từ trên xuống dưới. Không một mảnh vải che thân thế chứ lị. Tại sao mày không nhắm mắt lại? Con nhắm rồi, con cố nhắm mắt rồi. Nhưng mà trái tim con nó thôi thúc đâm ra. Nó cứ mở trừng trừng ra. Khổ thế. Mà mày thấy cái gì? Từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên. Từ trong ra ngoài. Cái gì vậy? Ghê quá. Thấy kỹ lắm à. Mà cuối cùng con phát hiện một điểm nhỏ là có xăm mấy chữ tàu ở dưới mông. Chắc là xăm tên của cậu. Tên cậu có 3 chữ, Lương Sơn Bá đây 5 chữ. Trời đất ơi, cái chữ nhỏ xíu sao mà thấy mày? Hả? Con có đồ nghề đàng hoàng. Đâu? Cái gì vậy? Tan ta ta tan. Trời ơi, nhòm. Nhòm. Nè, nhưng mà xăm 5 cái chữ đó, 5 chữ gì vậy? 5 chữ là
Mậu thầu thùng phá sảnh. Nghĩa sao? Đừng xa em đêm nay. Trời ơi. Ê, chữ tao sao mày hiểu? Chào. Con tính con cẩn thận đây này. Tan ta ta tan, từ điển Hán Việt. Ừ. Nhưng mà quan trọng nè, bỏ qua cái vụ đi. Ừ. Cái bằng cassette cô đưa cho cổ không? Khổ quá, con muốn là đưa chứ cô. Nhưng mà con phải đợi cô mặc quần áo vào. Mà mãi không chịu mặc, không hiểu tại sao cái cô này cứ thích cửa trần cửa chuồng đi lại thế, không biết được. Cứ đi đi lại lại trước gương đấy, không thể nào mà đưa được. Quyết định thò ra lại thụt vào. Rồi, chưa kịp gì hết, con chó nó phát hiện ra con. À. Nó tưởng con lán trộm, nó sủa ầm lên, con sợ quá, con lại vọt ra. Trời đất ơi, vậy là chuyến đi mày thất bại rồi. Không, thành công chứ làm sao mà thất bại. Mày thành công mà tao thất bại nè. Không, cậu cứ yên tâm. Con trước khi con đi là con đã quẳng lại cái băng cassette rồi. Thế hả? Quẳng lại băng cassette rồi. Hay quá, vậy là hay quá con ơi. Vậy là có cơ hội, có cơ hội. Cơ hội, cơ hội. Sao tiếng nhạc ở văng vẳng đâu đây cậu nhỉ? Có nhạc, có nhạc. Có đây rồi, đấy. Mới nói. Lương Quân. Úi giời. Lương Quân. Làm hoành tráng, tôi tưởng là hai thằng kia nó kiệu, hóa ra là đi bộ cùng. Lương Quân ơi, trên đường em theo kiểu cưới về nhà chồng, em đi ngang qua đây ghé thăm Lương Quân nè. Trúc Bình Đài, sao em nỡ vội lấy chồng? Lời du buồn nghe mênh mang mênh mang, sau lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Mày rảnh quá ha mày, đọc thơ cho hai đứa thằng muốn mình quả hả? Đi vô chồng lấy cái lò mồ hốt cho tao. Lương Quân. Trúc Bình Đài à, anh hiểu em hết. Cha mẹ em ép em gả cho thằng Mãi Văn Tài đúng không? Chứ em thực tình đâu muốn lấy đâu, phải không? Đâu có đâu, em tự lấy mà. Hả? Đâu có ai ép em đâu. Tại vì anh biết không, chồng của em anh giàu quá giàu đi, anh chủ của mấy cái chợ, em ham tiền em lấy, chứ đâu có ai ép em đâu. Vậy là em là người tham phú phụ bằng à? Lương Quân nói đúng rồi đó, em ham tiền dữ lắm. Lương Quân biết nè, thời buổi bây giờ ai mà mặc đồ như Lương Quân, phải mặc đồ hiện đại như vậy nè. Rồi em mỗi tháng em phải xài mấy cái bóp hiệu nữa. Lương Quân thất nghiệp làm sao mà nuôi nổi em. Lương Quân. Thôi cậu đừng có buồn nữa. Không, không có gì phải buồn cả. Tiểu Đông. Cô xơi cốc chè. Ủa chè ba màu hay chè tóc sợn vậy? Con xin có ý kiến cậu ơi. Gì con? Cậu nhìn con xem ở trong này không có một quả táo nào mà tại sao lại gọi là chè táo sợn? Em ơi. Gì chứ gì? Bắt người ta kêu trà bằng chè đó. Ồ vậy hả? Tưởng chè thì dùng chứ trà không dùng đâu. Lương Quân nè, dùng. Má em nói đó. À, nếu muốn trả hiếu cho cha mẹ đó thì phải kiếm chủ chợ mà lấy, để má em mỗi ngày đi chợ á, lựa đồ khỏi trả tiền là má em vui rồi. Trúc Bình Đài, nếu vậy thì thôi, em nghe lời cha mẹ đi lấy chồng đi nha. Buồn phương màu áo hồng, nước mắt theo em đi về với chồng. Xa băng cơn mộng, một mình anh bước đi âm thầm. Lương Quân ơi, trời cao đã cho ta có duyên mà không ngờ Quân ơi, Quân ơi, tình ta chia cách còn chỉ đau xót khi phải xa. Lòng em tan nát anh hỏi, anh ơi còn chưa số chi bằng. Tiểu Đông ra kéo cẳng cậu. Sao nhỉ? Trời ơi, đang hát tầng nhạc quốc của dòng cổ giọt bẻ luôn. Lương Quân. Thôi em đi về đi, em đi về, em đi về đi, em đi về, em đi về, về đi. Lương Quân đuổi em về thiệt đó nha, em đi về, em đi về. Cô đứng lại. Như vậy gì vậy? Cô đừng đi. Đi một bước nữa nó tụt cái váy ra bây giờ. Trời ơi. Cậu. Gì? Giờ này không có hờn dỗi nữa. Đằng nào cô cũng sắp đi lấy chồng rồi, phải hát cái bài gì nó hay hay một tí để làm cái gì?
kỷ niệm trước khi được chia tay chứ. Đúng người ta đó. Người ta phải có kỷ niệm với mình chứ. Cậu nghe con hát xong cậu hát bè cho con. Ừ. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muôn kia yêu em mà thôi. Bỏ chồng lấy anh quá à. Về nuôi luôn á, cho anh hết tiền luôn đó. Quên ơi với Tường quá à. Con đồng. Ủa? Lương bên này. Quên hay quá, quên. Trời ơi, chú bên này ơi, anh nói thiệt nha, anh rất ân hận là bao nhiêu năm nay anh không biết em là gái. Ủa, ai nói vậy? Em là con trai mà. Hả? Em đi qua Thái Lan giải phẫu thành con gái đó. Ủa gì vậy? Vậy? Quên sao vậy? Sao vậy? Rồi, sốc. Sao vậy? Nôn nả, nôn ra máu đây. Sao có sao không, tiểu đậu? Úi giời, cậu con đã bảo bao nhiêu lần là cậu đừng có ăn sinh tố bơ rồi. Toán là bơ thế này. Bơ cái đâu mày? Mất máu tổ là màu xanh đó mày. Ghê quá trời. Úi giời. Nói bao lần. Chúc anh đây. Tôi đang khóc cơ sao em cười? Đâu có cười, đâu có cười. Người lừa dối chính là em. Không phải em, không phải em. Thôi tôi đã hết yêu em rồi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Em hãy lấy trong giàu sang. Em sẽ đi, em sẽ đi. Sao cô không đi? Sao cô cứ đứng mãi đây làm gì? Cô không đi đi. Cô không muốn quất biến đi dùm tôi. Gặp lại kiếp sau gặp nhau nên duyên vợ chồng. Thôi cô hãy canh xa ra kìa. Đi thì đi, đừng nói những lời biệt ly. Tôi sẽ lấy cái con điên này. Hứa à nha. Dù là biết có ngày bị điên. Đúng rồi đó. Xong rồi ra giường cắt cỏ, rồi con tỉa mấy cây kiển thành hình má với em Cám cho má được vui lòng. Mà má biết không, hình của má với em Cám khó khắc dữ lắm. Cái gì? Thì đúng rồi, mặt hai má con tôi đẹp lạ, vì lấy gì mà hỏi không khó khắc cho được. Đúng không má hả? Quá đúng rồi. Vậy mà cũng nói hoài à.
má à, sao nhà mình có máy bơm nước má không cho bơm vô hồ bơi, má kêu con gánh nước vô đầy hồ bơi rồi má không cho em Cám phụ con vậy má? Chị tắm, chị ra đây tôi biểu coi. Chị nhìn đi, chiều cao của tôi với chị mâu thuẫn nhau vậy đó. Mà chị bắt tôi gánh nước lấy cái chân tôi cụt, làm sao tôi đi thi hoa hậu chân dài được hả chị? Má ơi, bữa nay ngoài chợ có bán nồi cơm điện sale, không mấy má cho con có tiền á để con mua nồi cơm điện nấu cho lẹ nha má ha. Gì vậy? Nấu nồi cơm điện rảnh đặng ngồi chơi hả bà nội? Dẹp đi, tôi á là tôi thích nấu cơm là phải có cháy, phải nấu bếp than bếp củi cho tôi để tôi nhìn thấy miếng cháy cho tôi vui lòng, rồi tôi đem giục cô mới có công chuyện cô lụm lên cô phơi cho chim nó ăn. Định lười biếng hả con quỷ? Con quỷ! Trời ơi ba ơi, từ ngày ba chết đi tới giờ vì ghẻ xử ác với con quá ba ơi. Trời đất ơi, cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nó nói tôi ác à. Trời ơi, cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nó nói tôi ác à. Mày không nghe tao nói sao mày? Dân gian có câu hay quá mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vì ghẻ mà thương con chồng. Tao phải ác chứ, ta phải ác phải xứng danh hai chữ gì ghê. Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà, kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à, cái trắng tươi vậy có ghẻ nào, có miếng ghẻ nào đâu giận cháu. Má có ghẻ. Hả? À, sao phản kèo vậy con? Tại vì con tắm chung với má con biết người ghẻ không à. Mà tại vì từ cái ngày có cái dịch vụ tắm trắng, má tắm trắng riết mà lấp cái ghẻ. Nói vậy mới... Hoa hậu người mẫu đó người ta còn phải tắm trắng, má tắm ghẻ là đúng rồi. Mày chọc tao em ơi. Quỷ. Ôi chị vô chổng đi, đặng lấy gì cho má tôi ăn đi, chứ bà nhảy đành đạch riết bà đứt gân máu bà chết tươi giờ đó. Thưa má con vô trong, chừng nào má cần con á thì con ra nha má nha. Thấy chưa, tôi đang cần nó cái nó vô trong à, để tôi gào tôi thét nó cái nó nói tôi gì ghẻ à. Nấu gì cho tôi ăn đó? Dạ mì Ý spaghetti đó má. Trời ơi, tôi thích ăn mì Ý là tôi khoái hai cái cục meatball, hai cái cục meatball bự bự tròn tròn vậy nè, là hai cái cục meatball của tôi đó. Má à, thiệm hỏm con nấu phở bò có hai viên bò viên má không chịu ăn. Hai viên bò viên có chút xíu sao nhét vô cái họng của tôi? Thôi, tôi thích hai viên meatball. Bà đi vô bà làm ơn bà lấy cái cục gì bự bự bà nhét ở trong họng má tôi đi, đặng để bà đứng bà gào riết bà tét cái họng ra bà chết tươi bây giờ đó. Vậy không mấy con bưng vô rồi con bưng món khác cho má ăn nha má. Đi vô chổng đi, lấy cái gì cho má tôi ăn nữa đi, cái để bà vừa nhảy rồi vừa gào vừa riết á, bà tức tuổi rồi bà chết bà không có ra con người nữa bây giờ đó. Vô. Ba ơi, từ ngày ba chết đi vì ghẻ xử con ác quá ba ơi. Cha ơi, cha chết đi để lại con trần gian khổ ai. Vì ghẻ bắt con rửa chén lao nhào hút bụi gánh nước cho đầy hồ bơi, để tắm có máy lạnh mà bắt tắt luôn đứng quả thâu đêm cho vì ghẻ ngủ nên giờ đây con thân xa cao gầy. Sao? Quỷ sao? Gầy đó mà gầy, tướng thịt mỡ không mà gầy gì gầy. Con quỷ không à, đồ cái thứ con quỷ. Ừ, con dạ, quỷ. Dạ dạ con quỷ, dạ xin lỗi má, con nói con đó là con quỷ chứ má không phải là con quỷ. Má là con khỉ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. À. Trời ơi hai má con đẹp vậy đó. Má má, con nói má nghe nè, sao á cái hồi á mà má ba mất đó mà má còn trẻ đẹp gì rồi sao má không bước thêm bước nữa đi má? Sao con biết má không bước thêm bước nữa? Sao vậy? Má nhảy 8.000 bước luôn á nha. Mà số má số sắc phu, lấy thằng nào chết đó. Hả? Mới lấy ba ngại ngã ngửa rồi nó chết rồi con. Vậy thôi, để con tránh xa má ra đi, cho con ngồi gần má, má sát con chết tươi làm sao? Bậy, má sát phu chứ má đâu có sát tử con. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là con ở ơn sống đời với má đi ha. Giết mai mốt hai má con mình thành tinh luôn à. Ủa má, vậy là má quyết định không lấy chồng nữa hả má? Đâu, má đâu có quyết định không lấy chồng. Dạ. Tại mấy thằng quỷ nó quyết định không lấy má.
Giận à, giận quá. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nhạc ở đâu mà rần rần vậy? Trời ơi, đẹp trai quá má ơi, đẹp trai quá à. Long trọng vậy chắc thái tử rồi. Xin trân trọng giới thiệu, ta, người ở của thái tử. Trời, chắc xé cái quạt quá. Với chức vụ quân sư. À, dạ quân sư tới đây có việc gì à? Quân sư. Cả nhà nghe đây. Dạ. Thuận Thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, động cung thái tử, đến tuổi cập kê, không phải bê đê. Tùy có máu dê, nhưng không ai mê, nên còn bị ế. Nay tuyển hiền thê, đồi núi phủ phê, chạm vô tê tê. Nếu ta không chê, theo thái tử về, cử hành hôn lễ. Quân sư. Cái gì? Em đồi núi phủ phê, ai nhìn cũng thấy mê. Chạm vào sẽ tư, còn không mau mau rinh về. Hai bà nhìn thấy mà ghê. Cái mắt như con cá trê vậy đó. Người á, treo cái này lên cho ta. Dạ. Dạ, đưa em làm cho. Làm con người không làm, tự nhiên làm người nhện vậy đó hà. Mày dò dài sọc rồi đứng đây làm chi? Vô treo lên cho nó coi. Con quỷ chân dài tới nách. Mày giúp tao của mày. Biết tao lùn mày chơi tao hoài mày. Trời, nó treo lên cái easy vậy đó hà. Ủa, quân sư, sao không viết chữ mà vẽ men đĩa lên kia vậy quân sư? Dạ thưa quân sư, nhà này không có ai biết chữ. Dạ nhờ quân sư thông dịch luôn à. Cái gì? Nãy giờ nho nho như dòi vậy mà không biết chữ hả? Dốt. Dốt, dốt. Ta cũng vậy. Hả? Cười cái gì? Nhưng được cái ta học thuộc lòng giỏi. Chiếu chỉ nào của nhà vua phát ra một tháng là ta thuộc liền. Còn cái này, cáo thị của thái tử photocopy ra 1,000 tờ, treo cho mỗi nhà. Nhà nào có con gái phải ra cho thái tử coi mặt. Trái lệnh là ta chiếm đầu. À, má ơi, vậy là con sẽ đi thi nha má. Con đi thi con đậu rồi con sẽ kêu quân lính rước má vào trong triều đình. Má ở với con. Trời, má ở không làm gì, má cũng đi thi. Hả? Quân sư, tôi đi thi được không quân sư? Người phải đàn bà không? Hả? Phải cặp chân mà vậy thôi chứ đàn bà. Dạ. Đàn bà chưa có chồng thì có quyền đi dự thi. Dạ. Dạ, em chưa có chồng mà em là single mom. Nhưng mà ông Trần Thái Tử khoái cái xì tai của em á. Phụ nữ single mom có kinh nghiệm chăn gối. Thái tử cần kinh nghiệm chăn gối, đã có ta. Khi nào cần giặt gối sẽ kiếm bà. Còn cô này chưa có chồng thì phải ra cho thái tử coi mặt nha. Dạ dạ dạ, nó con của thần. Dạ dạ. Đây trời ơi, tôi đẻ được hai đứa con gái đứng trước sáng quá. Dạ, dạ. Đó, hai đứa, đứa tắm đứa cám. Ôi trời ơi, hai đứa đứng gần nhau, nó đẹp y như hai giọt nước vậy đó. Một giọt dầu thơm và một giọt nước mắm. Hai đứa đều có mùi đặc trưng như nhau. Dạ. Tắm cám con của thần. Dạ. Tắm cám hả? Dạ. Người đặt cái tên nghe hay lắm. Dạ. Ừ, được. Dạ, nước mình nước nông nghiệp mà. Ừ. Tại tôi đẻ có hai đứa đặt tấm cám á, chứ tôi đẻ được nữa cái tôi đặt ngô nè, khoai nè, nếp thang cho nó dính với nông nghiệp. Good idea. Dạ. Khen cho nhà ngươi. Dạ. Cây chân ngắn mà được cái não dài. Dạ. Thôi, bây giờ các ngươi chuẩn bị ra sân đình cho thái tử coi mặt. Dạ. Ta qua nhà khác. Dạ. See you later. Dạ. Dạ mời quân sư. Trời ơi con, ra đây má biểu, ra má biểu. Ra đây. Trời ơi mày thức dậy đi để ra cho thái tử gặp mặt mày ngủ rồi vậy. Mở mắt lên coi. Con đâu có ngủ đâu, con đang thức mà. Tại má đó, má đẻ con ra cái cơ mặt nó cứ chảy xuống gì á, ai nhìn. Con có tưởng là con ngủ triền miên không à. Mà con đâu có ngủ. Còn má đó, má ngủ.
ngủ người ta nhìn má người ta có tưởng má thất không à? Cái mặt gì cái sọc lên không mà thấy gốm. Ối má ngủ má treo ngược người như dơi vậy đó con. Sao giờ nó giật ngược lên hết vậy à? Sao cơ của tôi giận lên mà đẻ con gái tôi cơ nó sụp xuống trời. Thôi không sao, con nhờ đen nhồ phú á. Dạ. Ông đó lắp đồng mi đẹp lắm. Dạ. Lắp một cặp dụng lên tới tầm ngoài ra kéo giật ngược con mắt lên vậy. À vậy hả? Ờ đó. Neo đâu. Trời ơi, móng tay color club. Bây giờ nó ra 1000 một dạng màu nè, các kiểu màu như mẹ nha con. Nó sơn một tháng không có bay. Sơn màu đỏ, màu cam lên cho nó lộng lẫy nha. Sửa lên cho nó đẹp nha. Sửa mặt sửa gì nữa, mặt con sửa nát còn chỗ nào sửa nữa đâu. Mà thôi má ơi, thi mấy này hên xui à. Không chừng cái mặt con gì mà vô thi đậu á. Ờ, hên xui, vụ này hên xui. Má, con cũng được đi nữa phải không trời má? Trời, con lem luốc ở nhà đi, chi con. Chơi. Trời, con quỷ này đẹp thiệt trời. Má à, lệnh triều đình á là tất cả con gái trong làng mình á phải ra cho thái tử gặp mặt. Nếu mà con cãi lệnh á là cả nhà mình bị chém đầu đó má. Má, nói má nghe nha. Má mà cho con nhỏ đi thi á, nhìn nó là con biết nó đậu con rớt rồi đó. Để đó má lo. Dạ con. Dạ. Con muốn đi thi hả con? Dạ. Mà xuống đây nè, má chỉ cho nè nha. Đi vô trong nhà đó, lấy hết quần áo dơ sạch của má nè, quần áo sạch của con nè, quần áo sạch của em nè, đem ra đây. Cám con mấy ngày không tắm rồi? Dạ mới có 1 tháng à. À, lăn lên cái đống quần áo sạch đó cho má. Rồi nhiệm vụ của con á, giặt đàng hoàng đi, ủa cho nó thẳng, rồi đem cho tủ cất cho má nghe chưa? Là xong hả má? Chưa mày. Quê nhất là mày ngồi bằng tao đứng á. Vô trong nhà lấy đậu đỏ và đậu đen mà tôi trộn sẵn vô rồi đó nha. Lựa ra cho má đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ. Sau đó nấu 2 nồi chè, 1 nồi chè đậu đen và 1 nồi chè đậu đỏ. Sau khi nấu xong trộn 2 thứ đó lại với nhau. Con đi ra cho thái tử coi mặt về mệt, ăn cơm chi cho nó hao gạo. Dọng hết nồi chè đó cho tôi nghe chưa. Đi con. Nè, nghe tôi dặn thêm nè. Biết nhiêu việc mà má tôi dặn gì á, chị làm từ từ nghe chưa. Có làm nhanh cũng không kịp đâu. Ừ. Còn có mấy tiếng nữa à. Ừ. Bà mà làm kịp tôi con bà đó bà nội. Đi con. Đi vô sửa soạn. Sửa soạn gì nữa má. Hai má con mình bây giờ hả, màu sắc sặc sỡ như 7 sắc cầu vồng gì đó. Công nhận nha. Con. Nhìn má lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Còn con sao? Nhìn con rực rỡ như thị nở vậy đó. Đi con. Trời ơi. Làm sao? Làm sao mà giặt cho hết cái đống đồ này? Làm sao mà lựa cho 2 cái nồi đậu này đây? Trời ơi, ngày xưa còn có bụt để kêu cứu. Bây giờ, ai cứu tôi đây? Ai cứu tôi đây? iPhone đâu rồi? Cứu đi. Trời ơi, tiệm giặt ủi hả em? Chị tắm nè. Em tới nhà chị, em lấy đống đồ dơ em đi giặt cho chị nha. Mà em nhớ là try clean cho chị nghe chưa? Em mà không làm xong 2 tiếng đồng hồ là chị vợ em mai mốt chịu tới em chị giặt nữa đó. Ừ nha, nhớ nha. Xong. Trời ơi, còn 3 cái đậu này làm sao mệt quá. Chở hả em? Supermarket phải không? Ừ, em lấy cho chị ha. 3 ký đậu đỏ em nấu thành 1 nồi. 3 ký đậu xanh em nấu thành 1 nồi. Xong rồi em trộn lại cho chị. Em delivery tới đây cho chị nha. Chút xíu chị tiếp hậu cho em. Hả? Chị đâu có khùng. Cái bà bá sai chị bà mới khùng. Bà đi chích thuốc cho bà hết khùng rồi. Vậy nha, cảm ơn em nha. Trời ơi. Trời, 2 bà lùn má tử tính hại chị hết cưng không có dễ đâu. Người ta nói đẹp không chưa đủ mà phải còn thông minh nữa chứ phải không? Thái tử ơi, thái tử hãy chờ em. Gì mà mới vừa ra thân đình thi cái rớt liền là sao trời. Nhanh quá à. Bởi vì cũng tại má không á. Ơi, mặt già hát như con quỷ già. Vô khai còn trinh. Vừa khai xong hàng quân sĩ nghe xong nó bất tỉnh luôn vậy đó. Quân sư mà nó còn bất tỉnh cho đừng nói quân sĩ. Mà công nhận quân sư nó hay ghê. Nó nhìn thấu được cái sự trinh tiết của má. Mà con cũng lạ nữa, người ta mới nói cả cái sân đình này ai là người đàn bà đẹp nhất. Mày phóng ra một cái nguyên một cái đoàn ngự lâm quân á, có tê liệt luôn vậy đó hà. Thì có con cũng biết làm sao á. Cái ai vừa nhìn mặt con cái là buồn ngủ liền à. Tự nhiên cái nguyên cái đội quân ta vừa nhìn con cái ta đi ngủ hết trơn vậy đó. Bởi vì bực bội hết sức luôn vậy đó. Gì á? Gì rần rần nữa hả? I'm granddad and
like cha cha cha? I wanna dance. Do you like cha cha cha? Ai vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Tắm nè. Trời. Ủa sao? Sao tắm đẹp quá vậy tắm? Thì tắm mới tắm, không đẹp sao được. Hả? Rớt rồi phải không? Hai anh dịch cổ lùn. Thiên Nga, cho dịch cổ lùn hỏi cái coi. Thiên Nga đâu vậy? Thì đi gặp thái tử. Hai người ở nhà chờ tôi đi nha. À. Tôi đi gặp thái tử xong rồi đó, tôi đi rước hai người đi sống hưởng giàu sang phú quý với tôi nha. Dạ. Sao má ngu vậy má? Trời ơi, thấy nó đẹp quá quên hết trơn rồi. Người đâu mà đẹp mà trời ơi, cái giò dài sọc vậy đó à. Thái tử gia lâm. Mặt cũ má ơi, gương mặt cũ. Trời ơi, thái tử đâu, cha nội đi vô hoài vậy cha lão. Mời thái tử. Thôi đi mấy cái thằng thổi kèn. Dư hơi dữ à. Thổi một đoạn ngắn thôi. Thái thổi dài thòn. Thổi riết được cái mặt tái đứt nháy xỉu luôn kìa. Má. Hả? Cái này chắc ba của thái tử quá. Ăn nói hàm hồ vô ý. Đây là ông nội của thái tử. Thái tử đó. À, à, tử đó sao? Cái gì mà dễ xỉu quá. Giới thiệu lần nào cũng có người xỉu hết rồi. Dạ muôn tâu thái tử, đây là nàng tắm mà thần đã giới thiệu với thái tử. Wow. Đẹp lắm. Tắm đi à. Ta rất thích ăn cơm tắm. Nhìn cái đùi là ta thèm ăn cơm tắm sườn chả hai trứng. Đó mới chỉ là tắm thôi, chả đây nè thái tử. Dạ thưa thái tử, em là miếng chả thơm phức nè. Cái này ném về chả đùm thì có. Không thích chả hả? Đây có sườn đây, sườn nướng barbecue đây. Sườn nướng barbecue. Barbecue à? Dạ sườn. Sao ta lại hửi phản phất thấy cái mùi sườn xào chua ngọt vậy? Tính ra một mẹ sườn, một mẹ chả, hai trứng còn lại chắc là thần đó thái tử. Mày làm như mình mày có trứng vậy. Dạ, tiền thiếp xin kính chào thái tử. Ừ. Dạ, tiên nữ xin kính chào thái tử. Đâu, có tiên nữ à? Dạ đây. Trời ơi, bà là tiên nữ hả? Thần thiếu dâu nặng. Dạ, tiện nữ xin kính chào thái tử. Làm cái gì vậy? Dạ, thấy nôn nao quá thái tử ơi. Đứng lại cho nghe ngắn đàng hoàng. Có chuyện gì? Dạ đây là hai đứa con của thần nha. Một đứa tên Tắm, một đứa tên Cám. Gần vô coi, trời ơi y như hai giọt nước vậy đó hà. Mà nói đúng, y như hai giọt nước. Dạ. Đây là giọt nước suối. Dạ. Còn kia là giọt nước cấm. Dạ. Dạ còn đây là giọt nước thải nè thái tử. Đâu? Bà đó bà nội. Dạ. Dạ thưa thái tử. À. Tắm, Cám đúng là cái tên tiền định. Tắm là để cho người ăn, còn Cám là để cho heo ăn. Hay lắm. Dạ. Ấy là để cho chó ăn. Cái gì vậy? Bà. Dạ, dạ cục, cục. Cục gì? Gì? Cục xương chó nó thích ăn lắm. Đẹp lắm. Lấy cái chân gà á, tìm xuất phát là coi. Bất hứng à. Quân sư. Dạ. Lấy thuốc. Dạ dạ thuốc thuốc. Dạ. Gặp thần tiết là ai cũng phải uống vài ra hết. Vài ra cái con khỉ. Nhìn bà là phải uống thuốc chống ói đó. Chống một dạ. Tháng luôn đó. Dạ dạ thái tử mấy cho em luôn một viên được không thái tử? Ừ. Hả? Em nói lộn. Cho em một thùng. Ủa. Tao cho mày hai thùng luôn. Thái tử định lấy thuốc gì? À, lấy cho ta thuốc Nhật Bản Hải Dược. À, dạ, 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 dạ. Thuốc này là thuốc tăng cường sinh lực. Đó, nhờ cái thuốc này mà bữa nay ta có đủ sức để đứng đây ngắm nàng đó. Ồ, à, bộ đồ ai design cho nàng mà đẹp vậy? À, Cao Vinh Hiệp,
Vậy chứ bộ đồ của thái tử, ai design cho thái tử vậy? Bộ đồ này là của thái tử Sạc nước Anh tặng sinh nhật cho ta. Tại vì ta thái tử có chung một cái nỗi niềm đau khổ, đó là phụ hoàng của ta năm nay đã ngoài 80 và ngang ngửa với nữ hoàng Elizabeth, vậy mà vẫn còn tham quyền cố vị, không chịu nhường ngôi cho các con. Dạ. Bởi vậy thái tử mới tặng bộ đồ cho ta. Ta rất hãnh diện với bộ đồ này. Dạ. Bà thấy có đẹp không nè? Dạ đẹp. Nãy giờ dạ thần tượng mấy người mở cửa cho sòng bài. Giống dễ sợ. Định cho tiền tiếp rồi đó. Mới giỡn mặt với bà nha. Dạ. À, nó bận bộ đồ vậy đâu có thấy gì đâu đẹp. Tại sao không đẹp? Cặp giò đó mặc vậy chỉ hiến thân cho mũi chích thôi. Bận đồ như cám kìa mới đẹp. Lạng đi con. Nó thôi đất ơi. Hay lắm đẹp. Nè cám. Dạ. À, nàng có muốn về triều chung với chị hay không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tránh ra đi con quỷ chân dài. Thiếp biết thế nào thái tử cũng đưa thiếp về làm vợ lẽ, mà vợ lẽ bao giờ cũng được thương hơn vợ chẳng. Lúc đó ta sẽ là đương kim hoàng thái hậu. Im đi. Cười cái gì? Biết ta mời con của bà vô cung làm cái gì không? Dạ làm gì? Làm nàng hầu để quạt đuổi mũi cho nàng tắm ngủ đó. Ủa gì vậy? Ai da, thái tử điều đó không thể nào được đâu. Tại vì tay thần thiếp cục lắm hả? Quạt là mỏi tay lắm, làm ơn mua quạt máy giùm được không hả? Thái tử à, mua luôn máy lạnh đi, thái tử mua máy lạnh. Im đi. Xấu mà còn làm quá lố. Tránh ra. Đâu có xấu đâu. Đâu có xấu gì đâu. Chê hoài đâu có xấu. Đâu có xấu. Hai người không có xấu. Thôi về đi. Yên tâm, cuối năm trong cung có lễ hội, ta mời hai người vô. Hả? Cái số được vô cung. Lễ hội gì vậy? Halloween. Hai người để yên vậy nha, đừng có quá trang gì hết á. Vô làm hai con quỷ gác cửa là người ta đủ sợ rồi. Quân sư. Dạ, dạ, dạ. Nhiều lời làm cái gì? Dạ, dạ. Nè, hôm nay ngoài việc tới đây kiếm vợ, ta còn nghe dân làng tố cáo mụ kia rất tàn ác đối với con riêng của chồng. Hôm nay ta sẽ trừng trị mụ, giết đi cái nạn mà vì ghẻ con chồng. Trời đất ơi, má đâu có ác phải không con? Má đâu có ác đâu. Má hiền khô. Má hiền. Rồi tôi có làm gì đâu. Má em như là thánh nữ. Dạ, hiền lắm. Em có làm gì, em chỉ bắt con chồng leo lên cái cây cao. Ha? Rồi em đứng ở dưới em rảnh quá em làm gì. Em chặt cây cao thôi hà. Ngươi. Đừng có chỉ. Thời ngày xưa thôi, chứ thời bây giờ mà cỡ con này nó leo lên cây cao là 100 thằng ở dưới nó hứng vậy nè. Nó té xuống nó bị cái gì đâu. Nó vô trong nhà thương bảo hiểm trả cho nó 6 tháng rồi. Nó vô trong nó dưỡng trắng da dài tóc. Sẵn nó kéo giò, bây giờ giò nó dày sọc luôn rồi đó. Im đi. Cái tội ác lớn nhất của mụ là bắt cô tắm leo lên cây cao mà mặc mini jeep. Đừng nói nhiều nữa. Quân sư. Dạ. Đem nhốt hai con quỷ mặt khóc mặt cười này vô lãnh cung. Đi vô đây. Vô à. Dạ muôn tàu thái tử. Cái gì vậy? Cái gì mà nước miếng nước dãi chảy nhiễu nhão vậy? Nhìn thấy mà gớm. Ta đang ngắm nàng tắm mà mới làm hết hồn. Thái tử. Sao? Thấy nàng tắm sao? Quá đẹp. Quá đẹp thì mình quất liền đi thái gì? Tử. Ý thần nói là ở đây sẵn Las Vegas, mình tổ chức đám cưới liền, có 7.000 người ở đây. Lời chắc luôn của thái tử. Hay lắm, ta sẽ trọng thưởng cho người. Dạ, dạ, cảm ơn thái tử. Thái tử móc cái gì vậy thái tử? Móc hàng ra. Hàng. Tấm. Will you marry me? Thái tử ơi, hộp xoài. Hộp xoài này thiệt hay giả vậy thái tử? Ta là thái tử, không bao giờ xài đồ giả, chỉ xài đồ mượn thôi. Cái này ta mượn phụ hoàng, số mượn thì ông cũng mất đi để lại cho ta mà. Vậy cái này bao nhiêu ly vậy thái tử? 105 ly. Cái này chắc ném về đại bác. Đó đó. À, dạ. Sao? Nàng có đồng ý làm vợ của ta không? I am. Sao? I am so sorry thái tử. Cái gì? Sorry là từ chối à? Sư. Dạ. Đỡ tử lên coi.
lên lên lên. Tại sao? Hỏi tại sao? Tại sao nàng từ chối ta? Thế tử à, không phải người con gái đẹp nào cũng muốn lấy chồng đại gia đâu, phải không? Như thiếp nè, chỉ muốn lấy chồng theo tiếng gọi con tim của mình, chẳng hạn như là lần đầu gặp quân sư gì đó. Excuse me. Tâm à, không ngờ nàng quá sáng mắt. Đúng rồi, trong cung ta là đẹp trai nhất. Quân sư. Dạ. Đã là ta hai cái thùng thuốc chống ói nãy thì ta uống. Tâm ơi, đúng rồi, kiều nữ bây giờ lấy đại gia là xưa rồi. Kiều nữ là phải lấy thiếu gia, mặc dù ta có thiếu nợ chút chút. Tâm về triều đình với ta, Tâm không làm vợ của tổng thống thì làm vợ của cố vấn tổng thống cũng vậy thôi. Im đi. Dạ. Ngông cuồng. Có tin là ta sẽ phai ơn ngươi để ngươi về nhà đuổi gà hay không? Dạ muôn tâu thái tử, thần đã theo thái tử nhiều năm qua, đã đâm trọt được nhiều vụ trót lọt. Dạ bây giờ thần xin thái tử cho thần hạ cánh an toàn, dạ retire sớm để về chung sống với em Tâm. Ngươi đang làm cố vấn cho ta, ta trả ngươi tới 45 đô một giờ. Bây giờ ngươi quit shop làm sao mà sống nổi hả? Dạ, dạ thần lấy tắm xong, thần về mở quán hương trên Bô Sa, chắc cũng đủ sống hả em? Dạ, dạ thưa thái tử, ngày khai trương đó, hai vợ chồng hạ thần sẽ mời thái tử ăn món cơm tấm mì sườn chả hai trứng nha. Dạ, dạ hai trứng. Bây giờ ta không thích ăn cơm tấm nữa. Có cám nè, ăn không nguyên máng nè. Cô tưởng ta là heo hả? Dạ cũng giống lắm đó. Súp được không? Súp nó dễ nuốt. Im đi. Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì nữa vậy? Thái tử đừng có nóng, thái tử bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu. Câu gì? Nồi nào úp dung đó. Quân sư còn trẻ, còn đẹp, nồi chưa xài qua bao giờ, chưa mớp méo, chưa nấu, đít còn trắng tươi à. Thì phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Hoàng tử đây, nồi đã xài nhiều lần, đít đã nấu đen thui. Thì hoàng thái tử phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Dung nào? Dạ, thiếp đây. Thiếp thề, thiếp sẽ treo chàng để nâng khăn sửa tôi. Ta có xài khăn bây giờ đâu mà cần nâng. Hả? Tránh ra đi cái nùi dẻ. Má đó, sao má có cái bệnh tự tin, bệnh tưởng về sắc đẹp má không à? Để con coi. Dạ thưa thái tử, người ta thường nói tình mẹ mà duyên con. Nếu thái tử không lấy mẹ của thiếp thì thái tử đưa thiếp về đi. Thiếp tình nguyện sẽ nâng quần sửa áo cho thái tử. Tránh ra đi cái bùi nhùi. Hai người làm cái gì vậy? Bộ tưởng đây là bãi biển Hawaii hả? Đứng dậy đi heo chim cánh cụt. Bây giờ hai người. Dạ. Heo tả về triều. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Về triều nữa hả? Rồi làm quý phi nữa con ơi. Còn lâu. Hai người sẽ gánh nước đổ đầy hồ bơi trong nguyên cái hoàng cung tắm đó. Đi lên. Hồi con. Trời ơi. Trời đã lùn nó càng lùn hơn. Gì vậy? Trời.